nhất thủy, nhì hỏa, giặc phá không bằng nhà cháy. Đó là câu nói quen thuộc của người dân từ xa xưa về hậu quả của thiên tai lũ lụt và hỏa hoạn. Cháy nổ có sức tàn phá khủng khiếp, nếu không kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn sẽ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Và vụ cháy chung cư mini với hậu quả vô cùng thương tâm xảy ra vào rạng sáng ngày hôm qua là một minh chứng khiến mỗi chúng ta không khỏi bàng hoàng, đau xót. Sẽ chẳng có gì bù đắp được bởi những mất mát này là quá lớn. Vâng, cháy chung cư cao tầng vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Địa hình cao, mật độ thì dày khiến cho việc thoát hiểm cũng gặp khó khăn hơn. Sự việc này một lần nữa là hồi chuông khiến chúng ta phải thực sự cảnh giác trong việc phòng chống hỏa hoạn tại các tòa nhà cao tầng. Và đây cũng là nội dung chính trong tiểu mục Chuyện hôm nay qua phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hòa. Vâng, xin cảm ơn trường quay. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Việt Nam mà những vụ cháy chung cư cao tầng hay các tòa nhà cao ốc bị bà hỏa thiêu rụi từng là nỗi ám ảnh với rất nhiều người dân trên khắp thế giới. Và ngay sau đây, để bắt đầu chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại các chung cư cao tầng qua clip sau đây. Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào ngày 14 tháng 6 năm 2017 tại Greenfield Tower cao 24 tầng, một chung cư thuộc diện nhà ở xã hội ở Bắc Kensington, một khu vực khá giả thuộc Tây London Anh. Khoảng 80 người đã tử vong hoặc mất tích. Cảnh sát xác định vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một chiếc tủ lạnh dò điện và ngọn lửa lan nhanh do tấm ốp ngoài tòa nhà không đạt tiêu chuẩn an toàn. Vụ cháy chung cư cao tầng ở Trung Quốc xảy ra đêm ngày 24 tháng 11 năm 2022 tại vùng Tân Cương đã làm 10 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Đám cháy đã bắt đầu từ tầng 15 của chung cư, cháy lan lên tầng 17, khói đen bao trùm lên tầng 21 của tòa nhà. Từ kết quả điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập bảng điện trong phòng ngủ của một gia đình. Giới chức Trung Quốc cần tới 3 giờ để khống chế đám cháy. Ngày 19 tháng 1 năm 2022, khoảng 200 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường vụ cháy tòa nhà chung cư King Park ở thành phố New York, Mỹ. Vụ cháy đã khiến 19 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em, cùng hơn 50 người bị thương do ngạt khí nghiêm trọng. Đám cháy bắt nguồn từ một căn hộ 2 tầng, nối từ tầng 2 lên tầng 3, khói sộc lên các tầng ở phía trên. Vâng, ông cha ta từng nói nhất thủy nhì hỏa. Giặc lửa luôn là ám ảnh kinh hoàng nhất đối với người dân dù ở bất kỳ đâu. Dân số tăng nhanh, các khu chung cư mọc lên với mật độ dày đặc hơn. Chất lượng các công trình không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ là những nguyên nhân dẫn đến những vụ việc thương tâm như vừa qua. Vậy làm thế nào để có thể phòng tránh những ngọn lửa hung bạo này? Mời quý vị và các bạn hãy theo dõi một số kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới. Nhìn lại những đám cháy kinh hoàng trên thế giới, thì các chuyên gia nhận định đa phần nguyên nhân đều do các khu nhà sát nhau, nhiều vật liệu gỗ dễ bắt lửa xếp chồng lên nhau. Vì vậy, các kỹ sư xây dựng tại Canada cho rằng điểm mấu chốt để ngăn lửa lan ra chính là xây các bức tường ngăn lửa và sử dụng sàn chống cháy. Các tòa nhà cao tầng, chung cư dân sinh là những nơi có yêu cầu chống cháy cao nhất vì tập trung đông người. Do đó, nguyên vật liệu như bê tông và cốt thép đều phải có khả năng chống cháy và yêu cầu tối thiểu là 2 giờ đồng hồ. Khả năng này sẽ được kiểm tra và nghiệm thu cẩn thận trước khi bàn giao nhà cho người dân. Các tấm gỗ dùng để xây cửa chống cháy hay vách ngăn tường đều có thông số rõ ràng về thời gian chịu lửa. Điều này giúp cho các cơ quan chức năng cũng dễ dàng kiểm tra trước khi thi công. Trong các vụ hỏa hoạn, đa phần người dân đều tử vong do ngạt khói. Cấu tạo các chung cư tại Anh, Mỹ, Nhật Bản và Canada đã đưa ra một kết cấu rất thông minh để mỗi căn hộ trong tòa nhà đều có một lối có thể thoát hiểm và ngăn khói tràn vào bên trong. Công nghệ này đã được thử nghiệm bằng thực tế. Yếu tố chống cháy nổ rất được ưu tiên trong mỗi công trình nhà ở cao tầng. Chúng tôi đều duyệt thiết kế trên bản vẽ trước khi thi công và đảm bảo khi xảy ra tình huống khẩn cấp sẽ có lối thoát hiểm. Tiếp đến là giám sát việc nhập vật liệu đặc thù trong quá trình xây dựng. Tại Mỹ, trước khi xây dựng một chung cư, các cơ quan chức năng sẽ có những cuộc làm việc cùng nhau để thảo luận và đưa ra các giải pháp thi công phù hợp với các yêu cầu của luật phòng chống hỏa hoạn trong xây dựng. Đây là một bộ luật được đưa ra với hai mục tiêu chính, phòng cháy và chữa cháy. Các yêu cầu cụ thể sẽ được chi tiết hóa trong từng mục và buộc các nhà thầu, công ty xây dựng tuân thủ. Cần phải thừa nhận rằng phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của tất cả mọi người. Để đạt được tiêu chuẩn an toàn, đúng như trong quy định thì công tác thanh tra khi thi công cũng phải được đặt lên hàng đầu. Bộ quy tắc phòng cháy chữa cháy khi xây dựng là cẩm nang
để giúp các công trình của chúng ta trở nên an toàn hơn. Kim cứu hỏa hay vòi cứu hỏa cũng là một phát minh vô cùng hiệu quả trong việc chữa cháy khẩn cấp. Với cấu tạo này, các kim sẽ tự động nổ ở một độ nóng nhất định và phun tia nước dập đám cháy ở khắp các phòng. Thiết kế này còn có hai loại, một sử dụng cho các văn phòng cao ốc, một dành riêng cho hộ gia đình. Có thể thấy phòng cháy hơn chữa cháy, tuy nhiên thì không ai có thể dự đoán trước những sự cố hỏa hoạn như thế này. Vậy trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, khi gặp phải đám cháy, bạn cần phải làm gì? Câu trả lời sẽ có trong clip sau đây. Theo Cục Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ, trong một trận cháy nhà, khói chính là kẻ thù số 1 khi thường xuyên là tác nhân khiến người bị nạn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, thậm chí là mất mạng. Điều ngay lập tức cần làm là phủ khăn ướt che kín mặt, mũi để giúp lọc một phần khói khí độc. Khi phát hiện cháy, cần bình tĩnh tìm lối thoát nạn sẵn có, đồng thời thông báo cho các phòng lân cận, chuẩn bị các vật dụng y tế thiết yếu khi băng qua lửa khói và di chuyển cuối khom mem theo tường, mở cửa chú ý tránh lửa tạt. Di chuyển bằng cầu thang bộ theo một hàng, tuyệt đối không sử dụng thang máy. Nếu không thể ra lối thoát hiểm an toàn, hãy ra ban công và ra hiệu hỗ trợ. Trong các nhà cao tầng, phải bố trí ít nhất một khu trú ẩn trên tầng cách mặt đất 24m, kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, rút phích cắm điện, tắt các thiết bị điện không sử dụng. Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, đảm bảo chữa cháy được trên toàn bộ diện tích. Vâng, phòng cháy và chữa cháy không phải là nhiệm vụ của riêng ai mà là của tất cả chúng ta. Công tác này cũng đặt ra một yêu cầu phối hợp chặt chẽ, liền mạch giữa các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giúp các công trình xây dựng trở nên an toàn hơn, tránh được những tổn thất không đáng có về cả người và của. Và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị và các bạn trở lại với bản tin thời sự.